đội tuyển Anh vẫn chưa đảm bảo được tấm vé góp mặt tại vòng loại trực tiếp Euro 2024 khi chạm mặt Slovenia ở trận đấu hạ bàn bảng C. Sau màn trình diễn kém thuyết phục, Tam Sư đứng trước thời cơ vàng để thể hiện đẳng cấp trước đối thủ thua kém hoàn toàn về trình độ. Anh bước vào cuộc so tài này sau khi bị Đan Mạch cầm hòa 1-1 ở lượt trận thứ hai của giải đấu. Anh dẫn trước ở phút 18 nhưng không tận dụng thành công và để thủng lưới ở phút 34, họ thi đấu mờ nhạt sau đó và đành chấp nhận chia điểm. Trên thực tế, điều tích cực duy nhất tại Euro 2024 là anh đã giành được 4 điểm sau 2 trận đấu để đứng đầu bảng. Trận hòa với Đan Mạch có nghĩa là anh bất bại 4/5 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường. Đã có những chiến thắng trước Serbia ở Euro 2024 và Bosnia và Herzegovina trong một trận giao hữu. Cùng với đó, anh đã bị Bỉ cầm hòa và thua 0-1 trên sân nhà trước Iceland, cả hai đều là giao hữu. Vấn đề là anh chỉ thắng một trong 4 trận gần nhất tại giải vô địch châu Âu trong vòng 90 phút. Ở lượt trận hạ bàn, một chiến thắng trước Slovenia với bất kỳ tỷ số nào hoặc Đan Mạch không đánh bại Serbia sẽ đảm bảo vị trí đầu tiên cho anh. Kết quả này sẽ giúp họ tránh đội tuyển Đức ở vòng loại trực tiếp đầu tiên. Anh đã gặp Slovenia tổng cộng 6 lần kể từ năm 2009 đến nay và Tam Sư hoàn toàn bất bại, hòa 1 và thắng đến 5. Slovenia có chuyến hành quân sân Rai Energy sau trận hòa 1-1 với Serbia ở bảng C. Sau khi tỷ số 0-0 khép lại ở hiệp 1, Slovenia dẫn trước ở phút 69 nhưng họ không thể cầm hòa tận dụng lợi thế và để thủng lưới ở phút 95. Trận hòa với Serbia đồng nghĩa Slovenia bất bại 8 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường. Slovenia bất bại vào năm 2024, họ chỉ thua một lần trong 13 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường, bao gồm 8 trận thắng và 4 trận hòa trong chuỗi trận đó. Một trong những kết quả đó là chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Bồ Đào Nha ở trận đấu giao hữu hồi tháng 3. Tuy nhiên, Slovenia đã không thể thắng trận nào trong 3 trận gần đây nhất, đều hòa với tỷ số 1-1. Dù vậy, việc mang về 2 điểm qua 2 lượt trận gặp Đan Mạch lẫn Serbia đã được xem là thành công với Slovenia đến lúc này. Xu hướng cho thấy Slovenia bất bại 4 trong 5 trận gần nhất tại giải vô địch châu Âu, nhưng không thắng được trận nào trong số đó. Lần duy nhất mà Slovenia tránh được thất bại khi gặp Anh diễn ra tại Euro 2016, hòa 0-0. Chuyên gia của thể thao 5.1 dự đoán tỷ số 2-0 hoặc 3-0 cho đội tuyển Anh. Chúc các anh em may mắn. Bóng đá quốc tế, Euro 2024, Anh Slovenia, Tam Sư cần chứng minh đẳng cấp. Đội tuyển Anh sẽ đối đầu Slovenia trong trận đấu cuối cùng của bảng C, Euro 2024, nhằm giành vé vào vòng loại trực tiếp. Sau màn trình diễn kém thuyết phục ở trận hòa 1-1 với Đan Mạch, Tam Sư cần thể hiện đẳng cấp trước đối thủ yếu hơn. Anh đang dẫn đầu bảng với 4 điểm sau 2 trận, nhưng chỉ thắng một trong 4 trận gần nhất tại giải vô địch châu Âu trong vòng 90 phút. Một chiến thắng trước Slovenia sẽ đảm bảo vị trí dẫn đầu cho anh và giúp họ tránh gặp Đức ở vòng loại trực tiếp đầu tiên. Slovenia bất bại 8 trận gần đây nhất, trong đó có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Bồ Đào Nha ở trận giao hữu hồi tháng 3. Tuy nhiên, họ không thể thắng trong 3 trận gần nhất. Dù vậy, Slovenia đã mang về 2 điểm sau 2 trận gặp Đan Mạch và Serbia. Trận đấu hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa đội tuyển mạnh Anh và đối thủ Slovenia đầy tinh thần chiến đấu.